Dạ, chào chị Kim Hiền và anh Hoàng Anh. Em cũng tên Hoàng Anh. Năm nay em 36 tuổi. Wow, 36 tuổi trẻ hả? Trẻ ha. Đây 45 rồi nè. Tuần nào cũng căng da mặt hết trơn hết á. Chị thấy hai đứa con đầu tiên của em sao? Cái cảm giác đó. Cảm giác bé đầu tiên á là em mang bầu là cũng không biết đâu. Vậy hả? Chỉ có khó chịu trong người. Lúc đó ở Việt Nam ha, hai bé được sinh ở Việt Nam đúng không? Đó, khó chịu trong người thì thử thì biết là có bầu hai bé thôi. Mà cái đó là đi chơi về, cũng không có dự định là sanh liền. Nhưng mà sau khi đi chơi về cái thấy khó chịu trong người quá. Cái cũng nghĩ không biết có bầu không. Thử thì có luôn. Đó, cũng lúc đó mình thử bằng cách nào? Thì em thử que. Mà em thử tính 3 lần lận á. Tại vì giống như là sợ không đúng à. Thử 3 lần sợ không đúng. 3 lần đều giống nhau hả luôn? Thì 3 lần giống nhau lúc đó mới chắc là có. Vậy là nôn có em bé đó nè. Mà em có bị khó chịu không khi mà em ngén? Em ngén là từ lúc có bầu cho tới em nằm trên bàn xanh là y tá phải đứng kế bên cầm cái đồ cho em ói luôn á. Tức nghĩa là ngén từ lúc mang thai cho em ngén là em ngén như thế nào? Là ói, tức nghĩa là bất cứ em ăn cái gì vô em cũng ói hết. Ba tháng đầu tiên là em chỉ ăn trái cây thôi, em không ăn gì ngoài được trái cây. Nhưng mà là ăn để ói ra chứ không phải là ăn mà ăn được. Em sợ mùi dầu thơm nữa. Chị cũng mùi dầu thơm đó. Thì mà đặc biệt mùi dầu thơm. Không phải. Còn Hiền đặc biệt hơn là biết gì không? Sợ nhất cái mùi tôm mì. Không hiểu tại sao bình thường thơm mì á. Riêng cái mùi đó thôi nha em là mùi Hiền gì cũng nghe, cứ mà nghe mùi dầu thơm là em sợ á. Bất cứ mùi gì là coi như là ói. Mình ăn cho mình nói thì còn dinh dưỡng ở đâu mà để mình cho em bé. Ba tháng đầu là em sụt 10 kg. Hồi đó là em 45 kg. Cái đợt em... đó em có đi bác sĩ không? Bác sĩ có khuyên em có bác sĩ bác sĩ cho thuốc bổ uống cũng không được cũng ói. Đến nỗi mà ở nhà thấy ngén dữ quá đó. Nói là đồ không được thì giống như là bỏ đi rồi để giống như có thể đứa sau nó đỡ hơn á. Nhưng mà mình cứ cố coi như là đi không nổi luôn. Cứ cái giường cái lớp vô toilet. Rồi có ai bên cạnh em lúc đó không? Thì lúc đó là cũng có gia đình giống như là chăm sóc đồ này kia mình á, thì mình đỡ cái hơn, mình cứ ráng qua cái 3 tháng đó thì mình đỡ hơn. Em là bị sanh sớm, em sanh sớm 1 tháng. Là đứa đầu tiên hay đứa thứ hai? Đúng rồi, đứa đầu tiên á. Mà em bé em lúc đó tại em ngén nhiều quá thì ăn không có vô em bé nhiều. Thì trước khi sanh 1 tuần á, em bé em có 2,1 kg à. Xong rồi bác sĩ cũng nói là ngén dữ quá, bác sĩ thấy cũng nhỏ, sợ không lên nổi. Xong rồi tính từ lúc đó cho tới lúc đi sanh á là có 1 tuần lễ thôi. Đêm nào cứ đúng 11 giờ đêm ăn bò kho. Đúng 11 giờ đêm ăn. Trời. Là ăn hẹp. Liên tục 1 tuần lễ luôn. Lễ đi sanh đó. Nhờ 1 tuần ăn bò kho đó là lên được 3 kg. 9 lạng. 1 tuần lễ bé lên được 9 lạng. Mà sao em biết được khi mà em đi sanh? Có phải có dấu hiệu gì đúng không? Hôm đó đó là chưa tính ngày đi khám thai thì đang đi chơi thôi. Xong rồi mới nói là thôi bây giờ sẵn trên đường thì gần cái chỗ khám thai mình đi khám thai luôn đi. Thì nó cũng được. Thì chạy gần tới đó rồi là bị mắc mưa. Người ướt hết luôn. Ướt cái bụng bầu bự, về 8 tháng bụng bầu bự rồi. Ướt hết luôn. Xong rồi cái cũng định về nhà thay đồ. Mà nghĩ thôi gần tới rồi dầm mưa đi luôn. Thì vô đó khám, nói bác sĩ là con tới khám trước 2 ngày. Bác sĩ cũng ừ. Xong bác sĩ vô, bác sĩ nói là con lên đi, con bị thiếu ói đó, để bác khám coi. Cái cho nằm theo dõi nửa tiếng. Cái nói với mình là giờ con đi vô nhập viện đi bắt cho con sanh luôn. Cái tự nhiên mình bàng hoàng luôn. Tại vì mình đang đi chơi, mình nghĩ mới có 8 tháng mà mình đâu mình có... chưa sẵn sàng. Đúng rồi, mình chưa sẵn sàng gì hết. Xong rồi vô nhập viện thì bác sĩ cứ kêu theo dõi cái đêm đó. Xong qua sáng hôm sau 7 giờ sáng là bác sĩ nói là đi vô phòng sanh. Nằm chờ để mình chuẩn bị mình cho bác sĩ cho con sanh đó. Thì khi vô phòng nằm á, mình tự nhiên cảm giác có mình trong phòng sanh thì mình cũng sợ kiểu rồi tự nhiên chưa sẵn sàng, chưa có gì hết mà lại bắt sanh đó. Cũng chưa về nữa. Đúng rồi, cái tự nhiên mình nằm mình khóc hù hụ nhưng mình trong phòng sanh là đợi á để chuẩn bị lên màn sanh. Thì đối diện có một chị, cái chị nhìn mình chị hỏi em bị gì vậy? Cái nói em bị thiếu ói. Chị cũng chờ sanh giống như em. Đúng đó. Rồi, cái chị nói chị bị dư ói. Trời ơi, nghe chị nói sau một cái nín khóc luôn, mắc cười luôn. Thì lúc đó là bác sĩ kêu đi lên bàn sanh nằm. Nằm từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Em không đau bụng gì hết. Em đang là bình thường. Tại vì chỉ bị thiếu ói bắt phải sanh thôi. Em đang bình thường.
xong rồi kêu thôi bây giờ bác sẽ chích thuốc cho thuốc em bé, đúng, thuốc em bé cho dễ. Xong rồi bác nói thôi con chích thêm mũi đẻ không đau nữa đi. Trời ơi, ngang trái ghê á. Vừa chích thuốc dục để đẻ, rồi chích mũi đẻ không đau, chích ở đâu, vô cột sống á. Cột sống, vô cột sống. Đúng rồi, vô thì khi mà chích vô rồi là mình tê hết từ bụng xuống, mình cũng không còn đau gì đó. Xong bác sĩ vô kêu giờ con rặn xanh đi, cái mình cũng nói tự nhiên cái người đang bình thường nhưng mà kêu rặn xanh sao xanh được, giống như thuốc dục thì anh đau, còn giờ đã chích không đau thì lại là người bình thường lại rồi. Cái bác sĩ kêu giờ con rặn xanh đi, cái xong nói bác sĩ nói thôi con cứ giống như là cứ rặn vậy đó. Ra thì ra không ra bác sĩ mổ thì em rặn lần thứ nhất là đang bình thường vậy nào mà bắt rặn, xong rồi lần thứ nhất không ra, lần thứ sau, lần thứ nhì không ra luôn. Thì có y tá ngồi trên ngang người mình để ấn phụ cái bụng ra đó. Thì tính lần thứ ba là mình hết hơi rồi đó. Giống như mình tự nói là lần này mà không ra nữa là bác sĩ mổ đi, chứ không còn hơi để rặn nữa. Trời ơi. Thì lần thứ ba hụt hơi rồi là nghe tiếng em bé khóc. Nhưng mà cái ca sinh của em nó hơi bị đặc biệt. Hơi bị đặc biệt. Em là bị em bé quấn nhau thôi, nhau thai quấn ba vòng. Lý do đó cho nên bác sĩ mới khuyên em là sinh liền đi, mặc dù em chưa có dấu hiệu sinh, đó là lý do đúng không? Chứ không phải là khi thiếu nước ối nữa là nó khô ở trong là bị chết luôn. Mà đẻ ra sinh con em sinh sớm một tháng á, nên là cái hệ tiêu hóa nó chưa có hoàn chỉnh á, nên khi mà sinh ra là cái giống như tháng đầu tiên á, nuôi rất là cực luôn. Mỗi lần mà bú sữa là phải pha 3 bình sữa để sẵn. Tức nghĩa nó vừa bú hết vô một bình, rồi mình dỗ lưng nó ở đàng hoàng luôn. Xong nó ở, anh đếm từ 1 đến 10 giây sau đi là nó phun, nó như cái vòi vậy đó. Là ra hết luôn. Tại vì nó không có tiếp thu, không có tiếp nhận được cái sữa. Xong rồi, xong rồi nó, nhưng mà nó vẫn không, nó vẫn bình thường, nó không có khóc, nó không có gì hết. Nó áo cái này giống như nó khỏe vậy đó. Rồi xong rồi cái chai thứ hai cũng y chang vậy luôn, tới chai thứ ba mới nằm im trong bụng thôi. Thương quá. Lúc nào bú là cũng phải là ba bước như vậy đó hả? Rồi đến bao lâu rồi bé mới bú được bình thường? Đầy tháng. Cũng hay lắm qua đầy. Tháng, đúng rồi, qua tháng là chắc cũng giống như là chắc nó cũng đủ tháng đủ ngày đó. Thì bình thường lại. Tính ra trong tháng rất là cực. Đúng rồi, trong tháng là cứ ọc sữa, ọc dữ dội lắm luôn. Rồi lúc đó em có bị thay đổi cái tâm lý không? Tại vì nó quá nhiều chuyện xảy ra đối với em. Rồi không có ai bên cạnh mình hết. Lúc đó thì cái cảm xúc của em lúc đó thì mẹ em cũng về kịp. Rồi chị rồi giống như là cũng người này người kia phụ á. Thì thật sự là gọi stress á thì không phải stress mà là mình thay đổi về cái cuộc sống xíu á, tự nhiên đang bình thường mình rảnh rỗi vậy nè. Cái tự nhiên có em bé cái tả sữa hết ngày kiểu vậy đó. Nên là mình cũng hơi là bận rộn mệt mỏi. Hỏi riêng chút xíu. Lúc đó thì ba của bé đi đâu? Thì anh vẫn đi làm. Vẫn đi làm thì chiều về nói chung là cũng không dám ẵm con đâu. Tại vì hỏi sao không ẵm thì nói là sợ nó đau, không biết ẵm. Nên là cũng giống như là cũng nhìn nhớ sợ. Nhưng mà có chia sẻ với em những cái lúc mà đêm xuống rồi em bé nó hay quấy á? Thì cái đó là ban ngày thì mẹ em với chị em giữ giùm, còn tối thì em giữ đó. Nên là tại vì em thấy ba nó cũng đi làm cả ngày rồi. Nên là em cũng không có phiền cái đó. Em dạng hơi mạnh mẽ xíu. Đàn ông quá rồi. Rồi bé thứ hai có sinh sớm giống như bé thứ nhất không? Bé thứ hai thì em sinh sớm nửa tháng. Nhưng mà bao lâu thì em mới dính bé thứ hai? Khoảng cỡ 7 tháng là em dính bé thứ hai. Nhưng mà thật ra là em cũng không biết luôn á. Là tại vì khi mà sinh xong á thì em không có bị gì hết. Nên mình không có biết là không, sao không mà có cảm giác đúng được. Đúng rồi, mình không có biết uống thuốc khúc nào. Cái lúc nào uống thuốc lúc nãy sanh xong là nó vô kinh luôn. Cho tới 7 tháng đó. Mà mai là 6 tháng á, mẹ em nói là 6 tháng mới được gần nha. Xong rồi chồng em nói là ủa sao anh thấy người ta nói có 3 tháng thì sao mẹ nói 6 tháng. Chắc là nhớ em. Cái xong cái em mới nói không, mẹ nói 6 tháng là 6 tháng đi. Thì là 6 tháng gần nhau là tới 7 tháng là có bầu.
cũng dễ nhạy á hả? Tại chắc em mới sanh. Đó là giống như là mình không có cái dấu hiệu nào để cho mình ngừa hết á. Thường mà sanh xong là chị hay bị vô kinh, là chị đâu có biết đâu. Đúng chị rồi. Tính ra thì hai đứa con cách nhau 1 năm hay 5 rưỡi? À, tính năm ra một là 5 rưỡi. 5 rưỡi đúng không? Nhưng mà em chăm có mệt không? Tại vì hai đứa nhỏ cũng thì dạ, đúng rồi. Chăm cực lắm luôn á. Mà thương nhau không? Hai anh em? Hai anh em thì thương nhau lắm, nhưng mà giống như em nghĩ nếu mà sinh đôi á thì nó sẽ dễ hơn, là tại vì ăn ngủ các thứ là nó cùng một lượt dễ. Còn em năm 1 á là một bé thì nó quá nhỏ, còn một bé thì nó đã biết quậy rồi. Nên để hai đứa ngủ kế nhau á thì cứ phải canh chừng là anh mà giật mình thức dậy á là ẵm em. Nhưng mà lúc mà em còn 1-2 tháng á thì đâu biết ẵm đâu, thì cứ cầm cái đầu của em á, thức dậy là cầm cái đầu của em lôi đi. Em cứ sợ nó rớt cái đầu ra không à. Mỗi lần mà ngủ á là cứ phải, không phải canh chừng lật té hay là gì, mà canh chừng anh dậy ẵm em đi chơi. Cái này là nguy hiểm lắm rồi nha, tại vì lớn lên là hai đứa con trai nữa. Quậy đó, thương lắm, thương nhau lắm. Con em thì nuôi cũng dễ, đốt cháy giai đoạn lắm, không có ăn bột, không có ăn cháo. Mà từ sữa là qua cơm. Ủa sao hay từ vậy? Sữa qua cơm hộp. Giỏi quá vậy. Con em tới 5-6 tháng đút bột không ăn. Nhưng mà đút bánh đồ này kia, bánh mềm mềm đồ đó thì ăn. Thôi kia em cũng vẫn cho thực phẩm chính là sữa luôn. Rồi cũng không có ép ăn bột nữa. Cái bắt đầu tính ăn cháo, đút cũng không ăn luôn, thì cho ăn những cái đồ cứng hơn. Xong bắt đầu thôi nôi á là đòi ăn cơm hộp. Có nghĩa là người ta đã ăn cơm lá để ăn là phải cái cục cơm mà do lại á. Đó. Rồi cũng dễ nuôi quá, dễ nuôi. Đặc biệt là từ nhỏ luôn là không bú sữa nóng, chỉ bú sữa lạnh thôi. Wow. Trong tháng luôn là cứ pha sữa đây tủ lạnh, pha sữa để lạnh. Thì cũng có hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói là không sao, quan trọng là cái nó chịu cái gì. Cũng thì cũng giống như anh, con anh còn nhỏ thì ba mẹ không bao giờ tập cho nó bú sữa nóng. Giống như người ta hay khuyên là bú sữa nước sôi để ngủ rồi mới pha nước sữa, đúng không? Nhưng bác sĩ bên này họ ta khuyên là quan trọng là ngay từ đầu mình đã tập cho con mình như thế nào. Và bác sĩ khuyên là nên cứ để nước bình thường đi. Để làm gì? Khi mà mình đi đâu đó, mình mang bé theo. Nó tiện hơn. Mình không có cần phải chờ nước nóng để mình pha nữa, rất là tiện. Mà nãy giờ chị thấy em toàn là lo cho con không à? Rồi sức khỏe của em sao? Hồi lúc mà em đẻ đứa đầu ra đó là ốm mà đầy tháng á, bận đồ không vừa luôn á. Ngày đầy tháng để giống như là ra tháng á, là mình cứ sợ là mình bị phì này kia. Nhưng mà tại lúc có bầu ngán quá nên đầy tháng là ốm lắm luôn. Xong rồi cái ở nhà mua thuốc bắc á, tẩm bổ. Thì ngày nào mẹ thấy ốm mà mẹ cứ mua cho uống quá trời luôn. Cái chị Khiều, chị nói nhỏ, mày đừng uống nữa nha, mày uống nữa mày mốt mày như cái lù luôn đó. Sợ cái xong sợ quá thì ngưng lại dạ. Không dám uống đó. Nhưng mà sau khi mà sinh hai đứa bé xong rồi thì cái em cảm thấy là cái cơ thể em nó có khỏe mạnh giống như là trước khi em sinh bé không, nó có khác gì không? Sinh xong thì yếu hơn chứ nhiều khi giống như cảm giác yếu, mà em là mẹ em nuôi là xông hơi đầy đủ đó, như hồi xưa luôn á. Nhưng mà em có kiêng cử không? Mẹ em cứ bắt là không đánh răng nha, không tắm nha. Xong nó thôi mẹ ơi đánh răng đi, không đánh răng chịu không nổi đâu. Kia cũng đánh răng, mẹ nói mày đánh răng đi, mày mốt mày rụng răng sớm đó, mốt con làm răng sứ. Mốt con làm răng sứ. Xong rồi cái đánh răng, còn không cho tắm, cái nó thôi con tắm luôn đi. Xong rồi nói quá thì mẹ em lấy cái nước mà xong á, tại mỗi ngày là sáng chiều là xong. Thì là lấy cái nước xong đó nấu lại rồi tắm. Tắm thì là em xong bằng thuốc bắc. Thì em cứ tắm thuốc bắc nên trong tháng á, mà ai mà tới nhà chơi á nghe mùi gà ác tìm thuốc bắc quá. Tưởng nhà ăn gà ác tìm thuốc bắc. Con giờ là em may mắn vì có một người mẹ họ chu đáo quá, mà bay cả nửa vòng trái đất để về mà lo chăm sóc con mình. Sau khi mà có hai đứa rồi thì cái chuyện mà vợ chồng á, nó còn cái sự hưng phấn hay là sự mặn nồng giống như ngày trước không? Có khác nhau không? Cái đó thì em là cứ nghe lời mẹ em đó, cử 6 tháng là phải 6 tháng. Em là cứ nghe lời mẹ em đó, cử 6 tháng là phải 6 tháng. Nhưng mà thật ra Hoàng Anh hiểu không? Tại vì cái cuộc sống bên đây á, và cái thời gian bên đây nó cuốn trôi quá. Thì bây giờ đã có hai đứa nhỏ rồi đúng không? Thì chắc chắn là cái chuyện vợ chồng nó cũng
nó hơi giảm hả? Dạ. Nó giảm đi ừ, tại vì mình giờ, phải lo. Bây giờ em dắt hai đứa con em qua đây dạ. trước nè. Ừ. Chồng em thì vẫn còn ở Việt Nam, vẫn còn kinh doanh này kia, vẫn coi tại em còn tính hai chỗ làm việc ở Việt Nam đó. Anh vẫn coi. Thì mỗi ngày cũng FaceTime nói chuyện với con. Thì em cũng coi đó, đó, người đó là người bạn với đó, mình mà đúng đó. Không? Bản thân em là người cũng lý trí lắm, nên là hơi mạnh mẽ đó. Nên là nếu mà mình yếu đuối được với người nào thì mình yếu đuối, còn không có ai để mình yếu đuối hết thì mình mạnh mẽ thôi. Kiểu là như vậy đó. Giống như như lúc con em còn nhỏ đó, mà mỗi lần con bệnh á thì coi như là chồng em là không biết gì hết đâu. Cứ là em bệnh là cứ ẩm con đi bệnh viện khám thôi. Yeah. Tại vì em thấy có những bạn em á, nhiều khi con bệnh á, gọi điện qua trời con tao bệnh mà sốt ruột quá chồng chưa về. Em mới nói thì sao không ẩm con đi bệnh viện đi, nói không quen, tức nghĩa là khỏi chồng chở đi. Sau em nói bây giờ con bệnh thì cần cái gì, cần tiền với bác sĩ mới giải quyết được thôi, chứ chồng đâu giải quyết được gì đâu. Mà phải ngồi đợi thì người ta là không quen như vậy, còn em thì tự lo được cái chuyện đó. Nhưng mà em thấy em mạnh mẽ quá, nó cũng là một cái thiệt thòi lớn rồi, cho em á. Thực sự mạnh mẽ quá thì phải tự làm, tự lo với lại giảm đi cái tình cảm của mình á. Nhưng mà gán ráng thôi. Thì qua chương trình này em có muốn nhắn gửi điều gì không? Qua chương trình này thì em muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ mà nếu mà sanh con yếu đuối hay là buồn phiền về này kia, hay là không được tình cảm của chồng, không phụ lo giúp này nọ đó, thì cứ nghĩ tính con đi. Giống như là mình cứ nghĩ là chồng mình phải lo kiếm tiền, mình phụ nữ thì mình cứ chăm con đi đó, cứ nghĩ tính con, nghĩ tính cha mẹ. Giống như cuộc sống đó, nó rất là còn nhiều thứ quan trọng hơn nữa đó. Quý vị khán giả thân mến, trong cái số này chúng ta gặp gỡ bạn Hoàng Anh đây thì đã truyền tải một cái nguồn năng lượng rất là tích cực cho các bà mẹ và chuẩn bị có con và sắp sửa có con, một cái suy nghĩ, một cái hành động gì đó rất là mạnh mẽ, đúng không?